chào các bạn nha, đây là tác phẩm Xăm con chó nha các bạn, nhưng mà mới giữ được chữ nha các bạn. Nói giỡn chứ đây là tác phẩm mình vẽ tay nha các bạn, vừa mới xong. Ở đây chị đang rất giỏi nha các bạn, xăm không tê nha, mặt hơi bị phơi chút xíu. Vừa mới xong luôn. Đây chúng tôi có thể xăm bít tai, bít lưng trong vòng một ngày cho các bạn nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu xăm thì tới tiệm Đặc Lực nha, chọn được mẫu và chúng ta nói chuyện giá cả nha. Tác phẩm xăm không có tên, nhìn rất là phê. Địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì tới tiệm nha. Đây địa chỉ tiệm. Còn đây là những anh đồng nghiệp tương lai. Cái bên anh già già mai mốt mở tiệm quận 12. Cái bên anh bốn mắt mở tiệm dưới Tiền Giang. Sau lưng là anh Nông Tay đang có đang học nha. Hay là anh này mở tiệm Long An nha các bạn. Miền Tổ quốc. Đẹp không anh? Đẹp. Ưng ý không? Quá đẹp. Quá đẹp phải không? Rẻ nữa. Hình này có 350k nha các bạn, rất là rẻ nha các bạn. Giờ xăm vừa tặng, mình thích thì mình tặng nha. Đúng không con, rẻ không? Rẻ. Đây là những anh đồng nghiệp đang học ở đây nha các bạn. Chào các bạn nha, tác phẩm này xăm trong vòng 1 tiếng 15 phút nha các bạn. Nhanh ghê không? Rất là nhanh nha. Tốc độ rất là nhanh. Đã hoàn thiện nha các bạn. Ở đây xăm không có tên nha các bạn, cho nên mặt của anh khách là chuẩn veo luôn. Cho nên vì lý do mình cũng không quay mặt nha các bạn. Quay mặt cô gái là ok. Khách đẹp trai quá cho nên không cho cô gái, không cho bất cứ cô nào thấy mặt nha các bạn, thông cảm nha. Thấy mặt cô gái là được. Vừa mới xong. Tác phẩm này của tất cả những anh này nha. Sau này mấy anh này sẽ có tác phẩm hết. Anh này là đệ sĩ. Thế chứ đây là những anh đồng nghiệp tương lai. Hiện tại đang học kinh nghiệm ở đây nha các bạn. Tới giao lưu học kinh nghiệm. Hàng giấy đâu con? Đó. Kia nó xăm với mấy cái phẩm này cho đẹp. Đầu đi xăm ba cái kinh một hình lên. Dụ con nhỏ đụng dụ thợ quýnh nè. Kích 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 để cho nó quýnh mấy cái phẩm này. Sao cho bắp tay nó đẹp. Cái đó con xăm nguyên cái đao từ trên dưới luôn. Nhất kiếm. Nhất kiếm mà của con phải đặt là nhất kiếm băng tâm. Biết sao? Thất tình là băng tâm rồi, tiền quá đá rồi. Đúng không? Chơi chơi vậy. Rồi sạch ra rồi. Rồi mắt. Mắt cũng tốt. Giờ mới xong nha các bạn. Đây. Học được chưa con? Nãy. Dạ. Học được chưa? Có chứ thầy. Nãy thầy giờ quýnh giờ chỉ học được không? Được không? Hồi nãy anh can. Dạ. Anh đến cái bên vừa quýnh ông vừa chỉ anh hiểu không? Hiểu thầy. Hiểu không? Anh An Toàn hiểu không? Nãy quýnh vừa quýnh ông vừa chỉ đó. Hiểu không? Hiểu là ok. Nãy anh Tâm không ta? À, mình tới vô lô mình phải học hỏi kinh nghiệm chứ. Tới vô lô cũng học hỏi kinh nghiệm. Anh Đạo là thôi rồi. Ở đây là bì chỉ 32 Thích Văn Đức nha các bạn. Phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đào tạo dạy nghề tattoo, những học viên mỗi ngày nha các bạn. Này, những anh này là đồng nghiệp chứ mà học viên. Chào các bạn nha, đây là một tác phẩm xăm tặng cho học sinh nha các bạn.
sau khi anh vô đây anh học thì bây giờ hôm nay là anh giao khóa và hoàn thiện tác phẩm hết hoàn toàn cho anh ấy nha. Và nó cũng lành luôn nha các bạn, xong khoảng vài ngày sau là nó lành hết trơn. Tác phẩm này là ý tưởng của mình các bạn, vừa mới xong. Anh ấy là học viên của tiệm nha các bạn, vừa mới ra khóa ngày hôm nay luôn, chính thức kết thúc hợp đồng học. Và tác phẩm này mình xâm tặng miễn phí, không có tính tiền nha các bạn. Đó là kỷ niệm với hai thầy trò. Sau khi xăm xong xuôi là trong thời gian học là cứ xăm mỗi ngày một ít. Rồi bây giờ nó hoàn thiện hết tất cả và nó đã lành hoàn toàn. Tác phẩm xăm tặng cho nên các bạn sẽ thấy mình làm cho xong luôn để anh ấy anh giao khóa. Địa chỉ của chúng tôi là 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Bạn nào đi học mà muốn lấy một hình xăm á, là mình phải cố gắng học chứng minh nha các bạn, chứng minh cái sức học của mình. Và phải có đạo đức nữa, phải đàng hoàng nữa, mình xăm tặng để kỷ niệm. Chứ không phải vô đây học luôn xu là mình cứ tư tưởng là mình sẽ lấy cái hình nha. Quan trọng là mình phải lấy cái nghề trước, lấy cái nghề xong xuôi lấy cái hình sau. Tác phẩm vừa mới xong, hoàn thiện hết tất cả luôn. Lành rồi nha các bạn, lành hoàn toàn rồi. Đây còn chút chiếc bụi. Mấy ngày lần con? 3 ngày lần. Không có tê nha. Lúc đầu không tê, sau này đau quá phải xin tê. Ok. Anh này làm văn phòng, học thêm cái nghề. Đó. Sau này anh mở tiệm. Đâu phải dừng văn phòng là không xong đâu, đúng không? Ủa con đi làm văn phòng có mặc áo bỏ phòng không? Đó, giờ mới xong. Hôm nay là chính thức là xong luôn. Và chính thức chia tay. Đó, là giao phá. Ảnh mới vừa giao phá xong xuôi là chính thức chia tay. Và cái này là chính thức hoàn thiện hết. Mình hết trơn rồi. Có ý kiến gì không? Đó. Hả? Ok không? Ok phải không? Ân ấy không? Ân ấy không? Kỷ niệm nha, sau này nhìn cái hình là nhớ nha, chứ phải sau này mình nhìn cái hình là chắc gì nha. Nè quay đây nè, chia tay vui vẻ đúng không? Ok, đây địa chỉ nha các bạn, 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha.